các bạn, trong video này thì mình sẽ giới thiệu qua nốt những cái tính năng còn lại của UA Zalo nhé. Ngoài cái việc là mình thiết lập chat, thanh menu này, thứ hai là mình thiết lập cái phần quản lý tài khoản này, thì các bạn có thể xem thêm cái phần là người quan tâm. Ở đây là những cái người người ta đã ấn nút quan tâm UA Zalo của bạn, tức là người ta ấn cái nút quan tâm này này. Đấy thì khi mà người ta ấn nút quan tâm là mình mới có thể gửi tin nhắn hỗ trợ hay là gửi những cái tin nhắn chat với khách hàng được nhá. Quản lý nhãn này, trong cái trường hợp này là mình có thể phân loại khách hàng của mình ra thành nhiều mục, ví dụ khách hàng VIP, khách hàng upsell hay là những khách hàng kém chất lượng, thì từ đấy là các bạn sẽ có những cái dạng nhãn dán và có những cái quy trình chăm sóc riêng cho từng người, cho từng khách hàng một nhá. Ba là quản lý admin. Quản lý admin này thì phần quản lý admin này là các bạn có thể thêm những cái người khác vào cùng quản lý Zalo cho các bạn. Nếu như mà mình mới chạy Zalo hay là mình mới sử dụng trên Zalo ấy thì cái tỷ lệ người ta nhắn tin nó sẽ không cao. Một mình các bạn là quản trị viên cũng được. Nhưng sau này nếu như mà mình có cái lưu lượng truy cập cao rồi hay là cái tỷ lệ tin nhắn cao ấy, thì các bạn có thể ấn vào lệnh mời làm admin và thêm cho mình cái số điện thoại của người ta vào đây. Đấy, thêm số điện thoại người ta vào đây thì lập tức là mình có thể thêm cho người ta và gửi lời mời cho người ta qua Zalo cũng được. Dạ. Đây thì Zalo nó sẽ không giới hạn số lượng admin trong này nhá. Tuy nhiên là các bạn sẽ nên thêm vừa phải thôi. Tại vì nếu như các bạn thêm vào nhiều thì cái lượng admin ở trong này nó loãng và nó sẽ gây ra rối loạn trong cái quá trình quản lý của mình. Quản lý admin này, tin nhắn hệ thống và lịch sử hoạt động này, những cái này nó chỉ lưu lại lịch sử hoạt động, còn tin nhắn hệ thống là những cái mà các bạn đã gửi cho khách thôi. Rồi, ở phía trên này này thì đầu tiên là có cái phần trang chủ nhá. Trang chủ này thì nó sẽ cho mình biết là những cái thông tin cơ bản, ví dụ hôm nay là có bao nhiêu người xem bài viết này, lượt chia sẻ bài rồi lượt quan tâm OA của các bạn là bao nhiêu, nó sẽ dạng theo kiểu biểu đồ nhánh cho các bạn xem nha. Thống kê những cái tương tác qua tuần của mình này và số lượng người quan tâm OA của bạn hiện tại đang là bao nhiêu. Thứ hai nó là dạng broadcast. Broadcast ở đây nó là dạng tin nhắn chăm sóc khách hàng cũ. Tuy nhiên vì cái Zalo này của mình là chưa có khách hàng nào cả nên là hiện tại mình chưa có tạo broadcast được. Cái này thì mình sẽ chỉ gửi cho những cái người quan tâm OA Zalo của mình. Thứ hai nữa là những cái người người ta rep lại Zalo của mình. Ví dụ bây giờ các bạn nhắn tin cho khách hàng nhưng khách hàng không rep lại trên cái OA của bạn ấy, thì các bạn không thể gửi broadcast được cho khách hàng. Phần chat này. Chat này thì mình chỉ có thể nhắn tin được với những người quan tâm OA của mình. Còn những người ngoài OA, tức là những người không quan tâm ý, thì các bạn chưa thể chat được. Chatbot này là khi mà mình sử dụng những cái tính năng nâng cao, tức là nó sẽ có cái phần mềm chat tự động đối với khách hàng. Cái này thì mình thấy là nó chưa có tối ưu được nhiều trong cái việc là kéo thu hút lượt traffic của khách hàng. Nên là hiện tại mình chưa có áp dụng cái này vào nhiều. Tức là phần nội dung này. Nội dung ở đây là khi các bạn đăng những cái bài viết ở trên Zalo nhá, thì những cái bài này nó sẽ được tiếp cận được với khách hàng theo cái dạng thông báo hay là dạng tin nhắn của khách đấy, và khách có thể vào đây để đọc và cập nhật. Tuy nhiên với những cái bài viết ở trên Zalo ấy thì nó yêu cầu tương đối khắt khe, ví dụ như là cái giới hạn từ vựng này, rồi là cái thông tin tiếng Việt của mình này, rồi là những cái hình ảnh đó. Và sau này các bạn cũng có thể sử dụng những cái bài viết đấy để chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng nhiều hơn. Tuy nhiên thì cái hình thức tiếp cận khách hàng thông qua cái nội dung bài viết hiện tại nó vẫn chưa phải là hiệu quả nhất ở trên Zalo, nên là mình không có tối ưu được vào phần này nhiều. Phần thống kê này, cái này thì cơ bản là mình sẽ biết là cái tỷ lệ người quan tâm và bỏ quan tâm của mình trong những ngày qua là bao nhiêu và là nam hay nữ, độ tuổi bao nhiêu. Đấy là những cái thông tin qua trên cái phần OA Zalo của